Hello, xin chào toàn thể anh chị, chào mừng anh chị trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như là kênh ITP Club Channel. Tôi là Nhất Ichimoku, hiện tại tôi đang là trưởng phòng tư vấn đầu tư công ty chứng khoán VBS và đồng thời cũng là thành viên của câu lạc bộ Ichimoku được nhiều năm qua. Ok, trong cái video này thì anh chị cùng Nhất đánh giá về những cái diễn biến, cơ hội cũng như là rủi ro đối với nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng trong cái thời gian tới. Như anh chị biết thì đối với nhóm ngành ngân hàng là một trong những cái nhóm ngành chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất ở trên thị trường thời điểm hiện tại, cho nên là những cái diễn biến của cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng nó tác động rất lớn đến thị trường chung trong thời gian tới. Chính vì vậy thì trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích lại đối với nhóm ngành ngân hàng và kịch bản nó sẽ khả năng diễn biến như thế nào trong thời gian tới anh chị nhé. Thì trước đó thì vào đầu năm thì chúng ta cũng đã có một cái video về cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng rồi, đúng không ạ? Đó, đây là vào 4 tháng trước, đúng không ạ? Và 4 tháng trước chúng ta có phân tích về nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng trong năm 2022 sẽ đi về đâu, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã phân tích này, đó. Công chiếu vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Chúng ta đã làm một cái video đánh giá về nhóm ngành ngân hàng ngay trong cái ngày đầu tiên của năm mới của năm 2022. Và chúng ta sẽ review lại đối với các cái diễn biến mà chúng ta phân tích trong cái khoảng thời gian đầu năm, đúng không? Chúng ta có chia sẻ với nhau khi đó thì nhóm ngành ngân hàng nó đang diễn biến ở cái vùng này, đúng không ạ? Nó đang diễn biến ở cái vùng này đó, thì chúng ta cũng có chia sẻ với nhau đối với nhóm ngành ngân hàng trong trung và dài hạn nó đã có một nhịp tăng khá là mạnh từ năm 2020 đến năm 2022 rồi, đúng không ạ? Đến đầu năm 2022 nó đã có một nhịp sóng rất mạnh rồi, và nó bước vào một cái nhịp tích lũy và cách xa những cái vùng cân bằng như này, đúng không ạ? Và ngay ở những cái nhịp này thì Nhất có chia sẻ với anh chị, nếu nhóm ngành ngân hàng anh chị giao dịch chỉ lên đánh một nhịp trong ngắn hạn thôi, còn đâu về trung dài hạn thì những cái vùng này nó không còn phù hợp nữa rồi. Và đến quý 2 của năm 2022, đúng không, ở trong cái video này, đó, quý 2 của năm 2022 có nghĩa là nó ở vùng này, đó, nó sẽ có cái diễn biến biến động mạnh, và cái nguy cơ rủi ro mà nó trở về vùng cân bằng vùng 19.700 này là tương đối cao, đúng không ạ? Đó, và đến thời điểm hiện tại thì đối với nhóm ngành ngân hàng nó đang trên một nhịp điều chỉnh hướng về những cái vùng cân bằng này, đó, hướng về vùng cân bằng này, đúng không ạ? Chúng ta cùng phân tích đối với nhóm ngành ngân hàng này. Trong những cái nhịp trước này, đó, nó cũng tăng một cái chu kỳ lên vùng đỉnh và lình xình điều chỉnh tích lũy một khoảng thời gian khá là dài, đúng không ạ? Và nhịp này cũng vậy, đối với nhóm ngành ngân hàng nó đã có một nhịp tăng, một cái nhịp sóng tăng trong vòng 2 năm rồi, chứng lại ở quanh vùng đỉnh điều chỉnh, đang trên nhịp điều chỉnh về những cái vùng cân bằng ở bên dưới này. Và nhịp vừa rồi nó trở về gần đến cái vùng cân bằng bên dưới rồi. Đây là những cái vùng trung bình của anh chị nhà đầu tư trung dài hạn xuyên suốt ở trong nhịp này. Đó, điều chỉnh rất mạnh về những cái vùng hỗ trợ này. Đó, thì ở trong cái video trước thì Nhất có chia sẻ anh chị là đối với anh chị nhà đầu tư trung dài hạn thì vùng này là cái vùng không lên mua bán và nắm giữ trong trung dài hạn nữa rồi. Đó, đối với nhà đầu tư trung dài hạn họ mua ở những cái vùng chân sóng nắm giữ còn ok. Còn đâu lên những cái vùng cao như này, cách xa những cái vùng cân bằng như này rồi thì nó có nguy cơ cao là điều chỉnh trở lại về những vùng cân bằng tích lũy, đúng không ạ? Chính vì vậy thì đối với nhóm ngành ngân hàng để mà câu chuyện bật tăng mạnh trong cái thời gian tới là rất khó khăn, đó, rất khó khăn cho một cái đà bật tăng mạnh trong trung và dài hạn trong thời gian tới là khó. Kịch bản sáng nhất thì nó hồi phục lên cái vùng này điều chỉnh trở lại lình xình tích lũy. Kịch bản xấu thì nó có thể là diễn ra những nhịp tiếp tục đà điều chỉnh về những cái vùng cân bằng như thế này. Đó, lình xình tích lũy trong biên độ này. Đó, đây là cái khả năng cao của nhóm ngành ngân hàng trong thời gian tới. Qua đó cũng nói lên rằng là đối với nhóm ngành ngân hàng tác động đến VN Index trong trung và dài hạn từ giờ đến cuối năm là rất khó khăn. Đó, rất khó khăn. Đó. Chính vì vậy thì đối với VN Index Nhất đánh giá là cũng khó khăn trong thời gian tới. Từ giờ đến đâu đó tầm khoảng cuối năm, kịch bản sáng nhất thì tích lũy trở lại, đúng không ạ? Ok, trở lại đối với VN Index, đúng không ạ?
nhóm ngành ngân hàng diễn biến theo cái kịch bản này thì VN-Index nó cũng tương tự như vậy, đúng không ạ? Đối với nhóm ngành, đối với chỉ số VN-Index này, như vừa rồi này, trong cái đà tăng này chứng lại 4 đến 5 tháng ở quanh vùng đỉnh, thì cái nguy cơ mà chỉnh về những vùng cân bằng này là rất cao, chúng ta cũng chia sẻ với nhau 4 đến 5 tháng vừa qua, đúng không ạ? Đó, và nhịp này thì VN-Index cũng đang là một nhịp hồi phục thôi, gặp những vùng cản bên trên khá là mạnh. Thì câu chuyện cho thấy là đối với VN-Index cũng như là nhóm ngành ngân hàng nó đang có một cái sự đồng điệu và tương đồng nhau ở trong cái nhịp này, đúng không ạ? Thì đối với VN-Index ở trong cái thời gian vừa qua, cái vùng này sau khi những nhịp lình xình tích lũy 4 đến 5 tháng vừa qua, Nhất cũng đánh giá về cái nguy cơ lình xình trong một cái nhịp mà tăng mạnh rồi, cách xa những vùng cân bằng này, tích lũy 4 đến 5 tháng chứng lại đà tăng như này, nguy cơ có một nhịp chỉnh là rất cao. Đó, chính vì vậy là khi mà có biến ở quanh những vùng này thì Nhất đều chia sẻ với anh chị là những nhịp hồi phục này là những cái cơ hội để hạ thị trường cổ phiếu, và về cái vùng này là nguy cơ một nhịp bán tháo, đúng không? Đó, ngày hôm 12 tháng 4 này, đúng không ạ? Hồi phục về đến vùng cản 1470, 1480, nhịp hồi phục là cơ hội để thoát hàng, hạ tỷ trọng, tránh nguy cơ kịch bản thị trường giảm sâu, đúng không ạ? Đó, và ngày 18 tháng 4 vậy, nó bắt đầu phá một cái biên độ tích lũy, 18 tháng 4 anh chị nha, phá một cái biên độ tích lũy là vùng 1436, tích lũy 4 đến 5 tháng vừa qua trong trung hạn. Rủi ro có thể diễn ra nhịp bán tháo, hạn chế không bắt đáy thời điểm hiện tại, hạ tỷ trọng khi thị trường rủi ro là ưu tiên hàng đầu, còn tiền là còn cơ hội, chuẩn bị sẵn vị thế, chỉnh sâu là cơ hội hoặc thị trường ổn định trở lại, tham gia vẫn chưa muộn. Đó, đó, quanh cái vùng này. Đây là những cái vùng mà trước đó thì Nhất cũng chia sẻ anh chị về nguy cơ rủi ro, còn tiền là còn cơ hội. Đây là vùng ngày hôm 16 tháng 7, phiên sáng là xanh 6 điểm, chiều giảm luôn 56 điểm, ở vùng đó. Thì trong cái phiên đó thì Nhất cũng có chia sẻ anh chị này, đó, ngay trong phiên sáng này, còn tiền là còn cơ hội, xanh là té, đúng không ạ? Đó, chính là cái phiên này đấy, mùng 6 tháng 7 này. Và nhịp này vừa lấy cũng vậy, nhịp vừa qua cũng vậy, Nhất cũng chia sẻ anh chị, để tránh cái nguy cơ một nhịp chỉnh trong ngắn hạn, thậm chí là trung và dài hạn nữa, đúng không ạ? Tuy nhiên thì giảm về cái vùng này thì quay lại bắt cái vùng này, liều quanh vùng này là chấp nhận được, liều quanh vùng này là chấp nhận được. Và nhịp vừa rồi thì Nhất có chia sẻ anh chị, bắt ở quanh vùng này, đó, liều với bắt ở quanh cái vùng này, nó về đến những cái vùng hỗ trợ và có những cái phân kỳ đảo chiều như này, phân kỳ đảo chiều như này là cái có cơ sở để chúng ta bắt được. Đó, ở nhịp đấy thì bắt đầu tiên của Nhất là đối với nhóm ngành dầu khí và một số cổ phiếu nhóm ngành banh, BIDV này, thời điểm hiện tại là BIDV đi lên rồi đấy. Đây, phiên ngày hôm 17 tháng 5 này, bắt đáy thì phải liều, đúng không ạ? Nó phân bổ tối đa không quá 50% danh mục tài khoản, thấp 30%, tối đa không quá 50%, đánh nhịp ngắn hạn, kỳ vọng VN-Index hồi phục lên cái vùng 1343 này, đúng không ạ? Đang tiến lên cái vùng 1343 này. Đó, thì như vậy đây cũng là vùng cản của VN-Index, cũng là vùng cản của nhóm ngành ngân hàng, anh chị nha. Ok, chính vì vậy thì đối với nhóm ngành ngân hàng là trong cái giai đoạn tới là rất khó khăn. Đây mới chỉ là một nhịp hồi phục thôi. Về cái nguy cơ mà nó lình xình tích lũy, điều chỉnh trở lại là vẫn còn, anh chị nhá, là vẫn còn. Đó, có hai kịch bản mà nhóm ngành ngân hàng có khả năng diễn ra. Cơ hội cũng có nhưng thấp, về nguy cơ rủi ro là cao. Đó, kịch bản thứ nhất đối với nhóm ngành ngân hàng này, sau nhịp hồi phục này, đó, kịch bản này thì khả năng xảy ra là thấp nha chị nhá. Đó, lình xình quanh cái vùng kháng cự này 24.5, đâu đó là lình xình đâu đó tầm khoảng một tháng thì có cơ hội tiến lên đến cái vùng đỉnh cũ. Kịch bản này là tương đối là thấp. Kịch bản thứ hai, tiến lên cái vùng này, điều chỉnh trở lại, tích lũy. Đó,
lên vùng này điều chỉnh lình xình rung lắc, tiến lên những vùng đỉnh cũ. Đâu đó kịch bản này nó chỉ tầm khoảng 20-30% thôi. Còn đâu kịch bản mà nó điều chỉnh trở lại, tích lũy trong cái biên độ này là rất cao anh chị nhá. Đó, trong quá khứ nó cũng thể hiện diễn ra những nhịp sau những nhịp mà đạt được vùng đỉnh như này, thì khả năng nó sẽ mất rất nhiều thời gian để tích lũy. Mà câu chuyện là kể cả có bật tăng đi chăng nữa thì cái lượng hàng ở trên những cái vùng đỉnh này là rất lớn. Lượng hàng trên cái vùng đỉnh là rất lớn. Đó, để hấp thụ cái lượng hàng ở bên trên này là mất một khoảng thời gian, phải cần thời gian rất dài nha nhị nhá, rất dài, có thể quý 3, quý 4. Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển sang những cái cổ phiếu vẫn còn những cái diễn biến tích cực và những cái cổ phiếu đang có nguy cơ rủi ro chỉnh lại đối với nhóm ngành ngân hàng nha nhị nhá. Đầu tiên thì Nhất đánh giá cao một số các cái cổ phiếu nó đã điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ mạnh trong trung và dài hạn, đúng không? Ở những cái vùng cao chúng ta mua thì nó mang tính chất rủi ro cao, nhưng nhịp điều chỉnh mạnh như này về những cái vùng nền tích lũy cũng như vùng trung bình, vùng cân bằng thì nó lại có cơ hội tạo đáy và hồi phục. Đó, đầu tiên thì Nhất đánh giá một vài những cái cổ phiếu vẫn còn những cái diễn biến tích cực trong thời gian tới. Đó, đầu tiên là đối với cổ phiếu BIDV, đúng không? Nhịp vừa rồi thì Nhất cũng có bắt đáy đối với BIDV ở quanh cái vùng này, quanh cái vùng này. Đó, nó chính là cái phiên này, đầu phiên này tạo đáy đi lên, nó đang lình xình đi lên. Đó, nó điều chỉnh mạnh về những cái vùng hỗ trợ nền tích lũy cũ trong trung và dài hạn, hồi phục đi lên. Đó, năm 2020, 2021 tăng thì cũng không tăng nhiều. Đó, chỉnh thì lại nhịp này lại chỉnh mạnh. Có hai mà nhịp mà BIDV Nhất bắt là đầu tiên là đối với cổ phiếu BIDV tại điểm mua này ngay phiên đầu năm, là làm những cái video này luôn này, đó là làm những cái video về cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng này, đúng không? Cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng này, đó cái nhịp này, này chính là bắt BIDV ở quanh cái vùng này, đó rồi, và nhịp này là cái nhịp BIDV lại trở về những cái vùng hỗ trợ mạnh trong trung và dài hạn. Thì những cổ phiếu này liều bắt ở trong dài hạn, trung và dài hạn là chơi được này. Đó, dòng tiền tham gia vào những nhịp trước thì tốt này. Đó, nhịp điều chỉnh thì khối lượng đối với dòng tiền lớn bán ra là không nhiều, cho thấy là những cái dòng tiền mà gom xuyên suốt từ năm 2020 2021 là họ vẫn còn kỳ vọng ở trong trung và dài hạn đối với cổ phiếu BIDV này. Đó, chính nhịp hoảng loạn như này về đến cái vùng này liều bắt được, vẫn phải có những cái vùng cắt lỗ chốt lời đầy đủ các anh chị nhá. Đó, bắt đáy hay gì nó vẫn phải có những cái điểm cắt lỗ chốt lời đầy đủ. Đó, lực hồi phục có này, cắt 31 này, chốt tại vùng 38, chốt hai vùng 40-41, đúng không? 40-41 thì hiện tại thì nó chưa về đâu. 40-41 này, 38 là kháng cự này, 40-41 ở trên này này. Đó, để câu chuyện mà vượt được cái vùng này thì nó cần phải hấp thụ cái khoảng thời gian, cái lượng hàng ở đây là rất lớn, cho nên là cái target ở trong ngắn trung hạn trong thời gian tới thì Nhất định để cao nhất là vùng 41 thôi. Còn đâu nếu chấp nhận được những nhịp chỉnh ngắn đâu đó lình xình tích lũy vùng này, bật tăng lên chạy tiếp thì giữ, nhưng mà cắt lỗ thì phải quyết liệt ở quanh cái vùng này, 31 này, mua phiên này cắt lỗ 31 này, chấp nhận được, đúng không? Rồi cổ phiếu thứ hai mà Nhất vẫn còn thấy là cái cơ hội vẫn còn sáng, bởi vì trong những cái nhịp giảm điểm nó cũng giảm rất sâu rồi, đúng không? STB là nhịp vừa rồi cũng có chia sẻ một số anh chị là chơi được, bắt được ở trong vùng này, đó đúng không ạ? Đó, vì đối với cổ phiếu STB này nó cũng đã tăng một nhịp rất mạnh rồi, nhưng cái nhịp vừa rồi nó chỉnh cũng rất là sâu, vẫn có cơ hội tạo đáy ở vùng này để lình xình tích lũy trong trung và dài hạn trong thời gian tới. Có nghĩa là những cổ phiếu nào nó chỉnh sâu rồi thì nó có cơ hội tạo đáy. Những cổ phiếu nào chưa chỉnh sâu, chưa chỉnh về những vùng cân bằng thì rủi ro là vẫn còn nguy cơ chỉnh về những cái vùng cân bằng, những cái vùng trung bình của nhà đầu tư trong trung hạn, cũng như tiệm cận gần đến những vùng mà nhà đầu tư dài hạn họ giải ngân. Anh chị nhé.
Rồi, đúng không ạ? Cho nên là đối với STB này, nhịp này tiến lên vùng cản trong ngắn hạn rồi, đang cho thấy là chỉnh trong ngắn hạn. Lình xình chứng lại vùng này thì nguy cơ chỉnh trong ngắn hạn, nhưng mà nó chỉnh nó khả năng là tạo cái đáy hai, đáy đáy tiếp theo, đáy sau cao hơn đáy trước, đúng không? Điều chỉnh này tạo đáy sau cao hơn đáy trước này, điều chỉnh về vùng này tạo đáy sau cao hơn đáy trước thì cái cơ hội hồi phục tích lũy trở lại là vẫn còn, đúng không? Có nghĩa là những cổ phiếu này chúng ta vẫn còn yên tâm để mà đánh một nhịp trong ngắn hạn trong thời gian tới, thậm chí là ngắn trung hạn, đúng không? Đó, hồi phục đi lên tạo đáy quanh vùng này lình xình tích lũy. Trung dài hạn thì vẫn là một xu hướng tăng. Rồi, cổ phiếu vẫn còn những cái dấu hiệu tích cực như cổ phiếu SHB, đúng không? Nhịp vừa rồi cũng là trong những cái cổ phiếu chỉnh sâu về những vùng cân bằng hồi phục trở lại. Nhịp trước cũng nó cũng vậy, chỉnh sâu về vùng cân bằng tiếp tục hồi phục trở lại. Thì chỉnh sâu về những cái vùng cân bằng mà cây nến rút chân như này, khả năng trong thời gian tới vẫn có cơ hội lình xình tạo đáy quanh vùng này, tích lũy trở lại anh chị nhá. Rồi, cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu TB Bank. Rồi, cổ phiếu này là cũng là một cổ phiếu khá là hay anh chị nhá. Xu hướng trong trung dài hạn vẫn là một xu hướng tăng, nhịp này đã điều chỉnh gần về những cái vùng gọi là trung bình cũng như là vùng cân bằng đó. Những cổ phiếu này chưa cho điểm mua nhưng sắp điều chỉnh về những cái vùng cân bằng này. Nó có cơ hội tạo đáy ngay ở vùng này và cơ hội tạo đáy ở quanh cái vùng 26.8 này. Có những cái dấu hiệu tích cực đối với cổ phiếu này như sau, có nghĩa là xuyên suốt ổn một trong một cái xu hướng tăng thì cho thấy là dòng tiền tham gia vào rất tốt và chưa cho thấy là cái dấu hiệu thể hiện cái sự phân phối của những nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư trong dài hạn cũng như là nhà đầu tư tổ chức, chưa cho thấy dấu vết. Và những cái nhịp hồi phục bật tăng thì những cái lượng tiền, dòng tiền mua vào là tốt. Thì Nhất đánh giá là đối với những cổ phiếu như này thì cái lực mua của nó vẫn đang tương đối là mạnh. Nó lướt lát trong ngắn hạn thì được. Còn đâu vùng giá tốt nhất phải quanh cái vùng 27. 26.8, 27 anh chị nha. Đó là những cái cổ phiếu Nhất vẫn còn thấy có dấu hiệu tích cực cho một đà hồi phục lên những vùng cân bằng như này, tích lũy trở lại. Rồi, những cổ phiếu nào thời điểm hiện tại là đang có những cái dấu hiệu rủi ro cho một nhịp điều chỉnh bởi vì nó đã hồi phục rồi. Đầu tiên là cổ phiếu ACB. Đó. Về trung dài hạn thì xu hướng là một xu hướng tăng rồi. Trung dài hạn là xu hướng tăng. Tuy nhiên những cổ phiếu như này nó chưa giảm sâu, nó chưa có những cái nhịp chỉnh sâu đó, cho nên là cái nguy cơ mà nó lình xình điều chỉnh là vẫn còn. Bởi vì trong quá khứ nó cũng thể hiện này, có những sau những nhịp bật tăng rất mạnh nhỉ, mặc dù hồi phục lên nhưng mà cuối cùng vẫn lình xình tích lũy chỉnh lại về vùng cân bằng, xong đó mới đi lên tiếp đó. Nó lên là cổ phiếu ACB này, ngắn hạn này nó đang hướng lên những cái vùng đỉnh cũ này đó. Khối lượng nhà đầu tư kẹt trên này là rất lớn, cho nên là cứ nhịp hồi phục như này thì cái cơ hội mà tăng tiếp, bật tăng mạnh đối với ACB ngay thời điểm hiện tại là tương đối khó khăn đấy nha, tương đối khó khăn. Đó, khả năng có nhịp điều chỉnh trở lại lình xình tích lũy ở quanh cái vùng này và thậm chí là có thể là điều chỉnh sâu hơn về cái vùng cân bằng này, sau đó mới có cơ hội tiếp tục bật tăng trong trung dài hạn. Đó, cho nên ACB ở trong ngắn hạn này cái cơ hội thì có nhưng mà rất thấp anh chị nha, rất thấp này. Đó, lình xình tích lũy quanh vùng này phải khoảng một thời gian dài, sau đó hấp thụ được cái nguồn cung này, cung cầu gặp nhau quanh vùng này, bao giờ mới hấp thụ được cái nguồn cung, hấp thụ hết cái nguồn cung ở đây thì khi đó ACB mới có cơ hội đi lên tiếp. Còn đâu thời điểm hiện tại là nguy cơ rủi ro là chỉnh lại tích lũy trở lại là khá cao ở vùng này. Cơ hội này lình xình tích lũy đi lên tiếp đối với ACB đâu đó nó chỉ tầm khoảng 20% thôi. Về nguy cơ quanh cái vùng này điều chỉnh trở lại và thậm chí là điều chỉnh sâu hơn là nguy cơ cao anh chị nha. Đó, bắt mà giao dịch trong trung và dài hạn thì ít nhất nó phải quanh cái vùng 24, vùng 22 đến vùng 24 anh chị nha, đối với cổ phiếu ACB.
Rồi, cổ phiếu có nguy cơ rủi ro chỉnh thứ hai là cổ phiếu HD Bank. Đó. À, một cái cổ phiếu nó cũng chỉnh về những cái gần những cái vùng hỗ trợ. Tuy nhiên thì cái khối lượng của nhà đầu tư còn giữ hàng và kẹt hàng đối với HCB ở trên HD Bank ở trên vùng này là rất lớn. Anh chị ạ. Đó. Cho nên là nhịp này HD Bank đang bật tăng lên những vùng kháng cự thì cái nguy cơ điều chỉnh tích lũy trở lại là cao anh chị nhá. Đó. Cơ hội có nhưng mà rất thấp. Lình xình tích lũy vùng này, hấp thụ hết cái nguồn cung ở trên vùng này, khi đó HD Bank mới đi được, mới lình xình tiến về vùng đỉnh được. Nhưng mà cái câu chuyện là hấp thụ được cái lượng hàng rất lớn ở quanh vùng này là rất khó khăn đấy chị nhá. Đâu đó cái cơ hội lình xình tích lũy tiến lên vùng đỉnh cũ nó chỉ có tầm 20% thôi, còn đâu 70% đến 80% là điều chỉnh ở cái vùng này, đó là vùng 27.7 nhá, cao nhất là 27.7, loanh quanh cái vùng này cộng trừ một giá, nguy cơ điều chỉnh là cao anh chị nhá. Rồi, cho nên là đối với anh chị nào mà nắm hàng các cái cổ phiếu này ở trên vùng cao những nhịp hồi phục này thì tranh thủ để thoát ra đi anh chị nhá. Đó, và anh chị nào bắt đáy nhịp vừa rồi thì lên vùng này canh chốt đi anh chị nhá. Rồi, tiếp đến là cổ phiếu MBB, đúng không ạ? Trung dài hạn xu hướng tăng nhưng nó đang trên đà điều chỉnh, giảm điểm, tích lũy, thay máu nhỏ tư ở trong cái giai đoạn này. Đó. Trong những nhịp trước này nó cũng hồi lên, lình xình, điều chỉnh này, tích lũy rất lâu. Nhịp này cũng đang trong nhịp hồi, gần đến những cái vùng cản đó, quanh những vùng 29.5. Đó, nguy cơ nó điều chỉnh, tiếp tục một cái đà điều chỉnh, tích lũy trở lại những vùng cân bằng của nó quanh cái vùng 21.7 nữa, anh chị ạ. Đó. Cho nên mà cái cơ hội mà vượt lại tiến lên cái vùng đỉnh này là rất khó khăn. Cao nhất là cái vùng 29.5-30. Đó. Cơ hội tiến lên vùng đỉnh này có nhưng mà thấp, tầm khoảng 20% thôi. 80% là lên đến cái vùng 29.5 này điều chỉnh trở lại, tích lũy, thậm chí là có những cái nhịp điều chỉnh sâu hơn. Đó, để tích lũy thay máu nhà đầu tư lại. Đó. Mua bán gì nắm giữ trong chung dài hạn thì quanh cái vùng 20-21. Đúng không ạ? Ok, đó là cái chia sẻ của Nhất về nhóm ngành ngân hàng ở thời điểm hiện tại, cũng như là những cái cổ phiếu nó vẫn còn những cái cơ hội cũng như là rủi ro một vài cổ phiếu. Từ đó anh chị có thể thấy rằng là với cái sự tác động của nhóm ngành ngân hàng trong thời gian tới đến VN-Index là vẫn là tương đối là khó khăn cho cái sự tác động tích cực đến VN-Index, đúng không? Đó. Chính vì vậy thì đối với cả VN-Index cũng như là đối với nhóm ngành ngân hàng trong thời gian tới thì Nhất đánh giá là một cái vùng cả quanh cái vùng 1.343 là rất khó khăn anh chị nha. Vùng cản 1.343 rất khó khăn ở cái vùng này. Khả năng thì có nhịp điều chỉnh và tích lũy trở lại. Kịch bản sáng của VN-Index cũng như là nhóm ngành ngân hàng hồi phục trở lại, lình xình tích lũy một khoảng thời gian tương đối là dài thì mới có cơ hội hấp thụ được những cái nguồn cung này. Thậm chí là cái rủi ro mà quay đầu test lại vùng đáy nó vẫn còn. Đó, đây là kịch bản sáng nhất của VN-Index. Đó, nhịp vừa rồi thì Nhất cũng có chia sẻ với anh chị nhà đầu tư bắt một nhịp từ cái vùng này lên đến vùng 1.343. Đó. Nhịp này cũng vậy, hồi phục lên vùng 1.343 là canh hạ tỷ trọng được rồi. Ăn một nhịp này thôi. Đó. Nếu mà kịch bản tích cực tạo đáy ở đây lên luôn thì là tốt, đúng không? Thì là tốt. Đó, lên vùng này thì hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu. Những cổ phiếu nào có khả năng tạo đáy trong chung dài hạn thì nắm giữ, còn những cổ phiếu nào lướt lát ở trong ngắn hạn thì lên canh bán ở quanh vùng 1.343. Đó. Đúng không ạ? Đó là những cái sự tác động của nhóm ngành ngân hàng trong thời gian tới. Tuy rằng nhóm ngành ngân hàng là mang chiếm cái tỷ trọng vốn hóa lớn, nhưng nếu nhóm ngành ngân hàng không chỉnh, không giảm mạnh, không chỉnh sâu thì cơ hội của các nhóm ngành trụ còn lại với tác động đến VN-Index để cho một cái nhịp tích lũy trở lại là vẫn là sáng. Đấy nhá. Đó. Ok, đó là chia sẻ của em Nhất về
góc độ các cái nhóm ngành cổ phiếu cũng như là đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng cũng là một trong những cái nhóm ngành chiếm cái tỷ trọng vốn hóa lớn, cho nên là đó cũng là một trong những cái tín hiệu mà chúng ta cần quan sát cũng như là đo lường đối với VN-Index, tác động đến VN-Index trong thời gian tới anh chị nhé. Ngoài ra thì nếu như chị nào chưa có những cái room khuyến nghị mua bán và đánh giá về thị trường hàng ngày như này, trong phiên hàng ngày và liên tục như này, thì anh chị có thể trải nghiệm đối với room khuyến nghị của em nhất này đó, bằng cách là đăng ký bằng cái đường link bằng cái QR code ở bên góc trái màn hình đây anh chị nhá. Đó, bên cạnh đó thì em nhất có những cái room Zalo hỗ trợ anh chị hỏi đáp các mã cổ phiếu hàng ngày trong phiên và liên tục. Ngoài những cái buổi live stream, anh chị có thể quét cái QR code này để tham gia room giao lưu hàng ngày và liên tục anh chị nhá, hoàn toàn miễn phí. Đó, thì cũng chia sẻ anh chị các điểm mua bán các cổ phiếu như thế này, nó cắt lỗ chốt lời đầy đủ. Và đặc biệt là nhất cùng anh em trong team có những cái room khuyến nghị mua bán các cái điểm mua, điểm cắt lỗ, điểm chốt lời rất là rõ ràng và cụ thể. Bên cạnh đó hàng tháng thống kê cho chị những danh mục cổ phiếu nắm giữ như này, rất là cụ thể anh chị nhá. Đó, nhìn vừa rồi cũng bắt được cũng tương đối là nhiều cổ phiếu ở quanh những cái vùng đáy đó như này. Đó, đối với anh chị nào mà chưa có cái room nào mà tất cả những khuyến nghị nó rõ ràng và cụ thể như này, anh chị có thể là kết nối với em nhất qua số điện thoại bên dưới, em nhất sẽ hỗ trợ anh chị thêm nhé. Hy vọng trong thời gian tới chúng ta có duyên và hỗ trợ mang lại giá trị cho nhau. Ok, cuối cùng thì cảm ơn anh chị đã quan tâm lắng nghe và hẹn gặp lại anh chị ở những cái video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.